mới đem xuống á. Vâng, lần đầu tiên là sĩ thưởng thức là nem Thanh Hóa. Rồi. Ớt ớt này. Có. Ớt chín bè. Trời ơi cay quá trời, cái này cay đã cha. Đinh lăng. Lá đinh lăng này. Đinh lăng này không được bỏ nha. Đinh lăng không được bỏ đúng không? Rồi, em liếm chấm cái này. Liếm cái. Em cảm nhận của em coi như thế nào? Nhìn một cái mà muốn ướt hết bọt ra luôn ấy. Ôi trời. Không về sâu lắm. Nhìn về sâu lắm, nó về sâu. Cắn một cái kiểu mà mình trở về Thanh Hóa. Mùi vị nem. Nó bấm kỹ chưa? Mùi vị nem cũng trời. Rất tiếc, quê tôi không phải là Thanh Hóa. Cắn một cái mà lưỡi nó tê hết đầu lưỡi nè. Wow, nem nó vừa giòn. Cảm nhận được vị tươi ngọt của thịt bò. Thịt heo như nổi. Nhầm bò. Còn thịt heo mà ngon như thịt bò luôn. Trời ơi. Tôi ăn một cái tối mình thưởng cái miếng thịt bò. Trời ơi. Ôi giời. Vậy thôi đặt đặt chục cái nha. Đặt chục, em không có mua một cái rồi nhá. Nhưng mà chưa thưởng thức. Em có thể em chia sẻ với đồng bào ở quê mình á. Nếu mà có mua ngàn cái đi. Ai xin giới thiệu. Giới thiệu tất cả anh em bất động sản, nếu mà ai anh em đặt cho hay đặt anh Tài 1000 cái. Giá trị của một chiếc nem là 15 ngàn. Hết hàng okay. Rồi. Hết hàng. Cảm ơn nhà đầu tư nữa, nhà đầu tư. Nhà đầu tư xin nhà phân phối. Nhà phân phối 13 ngàn một cái. Ok. To tổ bố. Cảm giác. Quảng bá dữ vậy. Em xin nói chuyện nè em xin. Lên hay không nữa ha. Chưa. Anh ăn sau khi ăn cái nem Thanh Hóa anh có cảm giác như thế nào anh cho em cái nhận xét. Nói thiệt với Tài là rồi, ngon. Anh em cứ tiếp tục ủng hộ Tài nhá. Ủa chưa ăn rồi. Hết ăn nửa cái rồi. Anh là anh Trí đúng không? Anh Trí lớn tuổi nói thật á.